happy new Year. mọi người xin chúc cô chú anh chị và các bạn năm mới phát tài nha welcome back to my channel guys trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một chủ đề khá là hấp dẫn mà cũng ảnh hưởng tới rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn luôn đó là chủ đề mướn nhà nó sẽ làm cho mọi người tiêu tốn nhiều hơn mua nhà nhiều cỡ ít nhất là cũng phải cỡ 15 000 đô theo mình tính toán Ừ. Và mình xin nói trước mình không có phải là chuyên gia gì đây hết chứ mình cũng chả có phải là nhân viên địa ốc gì hết bởi vậy đừng có xem ý kiến của mình là thiệt ok mình chỉ nói quan điểm cá nhân cho vui vậy thôi nghe cho vui thôi nha ok bây giờ mọi người xem cái trước tiên là nếu mà cô chú anh chị nào có nhà thì mình không nói Ok mình đang nói tới những trường hợp nào mà những cô chú anh chị mà mọi người uh, đang có tiền để dành đủ tiền để mua nhà nhưng mà mọi người chần chừ hay mọi người muốn mua nhà mà mọi người chần chừ thì tại vì mọi người chần chừ là vì sao vì mọi người nghe được các lời khuyên như vậy nè Wow. Nếu mà Nếu mọi người được có nên mua nhà bây giờ ha Mua nhà bây giờ nhiều khi vài năm nữa nhà nó xuống rồi nhà nó sụp mà sao ha? Không lẽ nhà nó lên hoài tới lúc đó lỗ rồi sao đúng không Thì mình tin chắc là mọi người đã nghe được những cái lời khuyên giống như vậy đó Nhưng mà mình đã nói trong các video của mình rồi Nếu mà mọi người xem kênh của mình là mọi người chỉ phát mình chỉ phát một câu thôi Ờ nếu mà cô chú có điều kiện cứ mua liền đi Không, đơn giản là mọi người nghĩ xem Trước khi mà mọi người nghe cái ý kiến mà kêu mọi người đừng có mua nhà thì mọi người phải suy nghĩ một cái điều đơn giản vậy nè Tại sao cái người đó Cái người nào mà họ cho mọi người ý kiến đó Họ biết về giá thị trường đấy không? Mọi người cứ đặt câu hỏi với mấy người đó trực tiếp vậy nè Mọi người hỏi cái kiểu vậy nè à, Mấy anh mấy chị có thể cho em biết Các yếu tố nào làm giá nhà lên và giá nhà xuống hay không Đừng có nói chung chung cái kiểu mà à, Năm 2008, 2010 Nhà nó sụp dưới đấy đó Cứ giải thích đàng hoàng tại sao nhà nó lên tại sao trời nó xuống đưa ra các bốn năm yếu tố đi đó thì dĩ nhiên nếu mà người ta không giải thích được á, thì mọi người xem họ không giải thích được một cái câu hỏi khá, là đơn giản như vậy đó thì làm sao mà họ có kiến thức gì về nhà đất thị trường mà hỏi người mọi người người ta cho mọi người cái ý kiến đúng không dĩ nhiên người ta cho ý kiến rồi đó vấn đề là gì cái ý kiến đó nó ảnh hưởng rất là lớn tới cuộc đời của mọi người luôn tại mọi người nghĩ xem nếu mà cô chú anh chị mà trần trừ cỡ một năm thôi nếu một năm sau giá nhà nó lên cỡ 15% So với giá hiện giờ thôi là chắc chắn là những cô chú anh chị nào mà mọi người đang đợi để dành vừa đủ tiền để mọi người thay vì năm nay mọi người có thể mua đi Năm sau là mọi người hết mua luôn Mọi người thấy không? Tức là mọi người không bao giờ đuổi kịp được cái, 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 cái giá tiền hết là mọi người đã bị ảnh hưởng cuộc đời rồi đó Rồi nếu mà cũng chưa nữa đó Thì mọi người nghĩ xem Nếu mà mọi người chờ đợi một năm thì đồng nghĩa gì? Mọi người phải mướn nhà thêm một năm đúng không? Đó, cái này mới là cái nguy hiểm nè, cái này mới cái nguy hiểm nè. Trước tiên á mình không có nói tới những trường hợp những gia đình cô chú anh chị nào mà mọi người đã có nhà hai ba căn gì mình không có nói. Mình chỉ nói dành cho những trường hợp mà các cô chú anh chị nào đang ở nhà mướn, đó, mọi người vừa đang để dành tiền để mọi người chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên hay là mọi người đang đã để dành đủ tiền sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả mọi người đang chần trừ tại vì mọi người bị tác động bởi các yếu tố như mình nói hồi nãy đó. đó. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy nó ảnh hưởng rất là lớn có thể nói là làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời mọi người luôn trước tiên là gì nhưng mà nói gì đó thí dụ như mọi người chờ để một năm đi quay trở về bài toán của mình á mọi người cô chú chờ để một năm nhưng mà một năm sau nếu giá nhà mình lên 15 20% phần trăm giống như hiện giờ với cái tốc độ nó lên hiện giờ đi tới lúc đó mọi người không có để đuổi kịp nó mà cái số tiền mọi người đang để dành hiện giờ cũng không còn đủ để mà có thể đau để mà mua những căn nhà đó nữa và dĩ nhiên á trong vòng một năm thì mọi người mình không biết cô chú anh chị làm cái nghề gì chứ nếu mà trường hợp một gia đình bình thường nha một gia đình bình thường làm những công việc mà coi như là bình thường thôi thì chắc chắn là khả năng mà mọi người có thể để dành mà năm sáu chục ngàn đô một năm đó, nó rất là hy hữu luôn, phải không? thành ra là mọi người sẽ không bao giờ đuổi kịp tốc độ mà Uh, uh, giá nhà ở trên thị trường như hiện giờ tức là mọi người sao bị ở nhà mướn và cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ là gì ngay cả nhà mướn đi nữa thì từ từ mọi người cũng đuổi không kịp nữa tại vì sao nếu mà cô chú anh chị mà đang ở nhà mướn đi mọi người đang ở nhà mướn thì mọi người thừa biết cái giá nhà mướn của mọi người thí dụ mọi người mướn ở phục minh đi thì một phòng á đa số những nơi trên nước mỹ nè một phòng á nó cỡ trên dưới một ngàn đúng chưa hoặc là có nhiều nơi ngàn một ngàn hai nữa đó là một phòng hoặc là nếu mà hai phòng á nó phải cỡ ngàn ba ngàn bốn ngàn rưỡi đó nhưng mà cái nguy hiểm là gì cái đó là cái giá hiện giờ cái giá của năm hai nghìn cái giá của tháng 2 năm 2022 tới năm tháng 2 năm 2023 là nó lên giá nữa nếu mà cô chú anh chị ở nhà mướn là mọi người cũng thừa biết rồi đó mỗi năm nó mỗi lên giá đúng không tức là từ từ đó nha mọi người sẽ mọi người càng chờ lâu á mọi cái nguy cơ là gì mọi người sẽ không mua được nhà mà mọi người cũng không mướn được nhà luôn mọi người thấy cái đó mới là cái nguy hiểm đó đúng không tại vì mọi người nghĩ xem nếu mà cái tốc độ mà như hiện giờ á là chắc chắn đương bình thường là không thể nào mua nổi rồi đó còn mướn cũng bây giờ nếu mà ai mà đang chặt dập với cái chuyện mà trả tiền mướn nhà đi thì trong vòng cái vài năm nữa thôi chắc chắn là mọi người sẽ mướn không nổi luôn ai à, mọi người xem để mà mướn một cái căn nhà hiện giờ á một phòng hai phòng gì không cần biết nhưng mà tiền nhà mà cỡ ngàn hai ngàn ba đi thì cái lương của mọi người á nó phải cỡ 15, 16 đồng trở lên mà hai vợ chồng làm á nha hai income á chứ một người làm mà trả lương trả tiền mướn nhà kiểu đó cũng không đủ nữa một người làm là phải lương cỡ cỡ hai hai ba chục đồng một giờ thì nó mới ổn được Thấy không tại vì nếu mà cỡ mọi người làm cỡ 14, 15 đồng giờ á là trừ thế xong là mọi người chỉ còn có ngàn chín hai ngàn đô thôi thì mọi người không thể nào mà chi tiền ngàn ba ngàn tư mướn cái nhà được hết nó nó, nó, nó không nó, không lan cháo ấy phải không nó không có khả thi nhưng mà thậm chí là hai người làm đi hai người làm á thì trong vòng vài năm nữa thì cái giá nhà nó giá mướn nhà một phòng ngủ hai hai phòng ngủ nó lên có ngàn rưỡi ngàn bảy ngàn tám là chuyện bình thường tới lúc đó hai người làm mà lương mà có mười mấy đồng giờ, mười mấy hai chục đồng giờ luôn, cũng chưa chắc mức nổi nữa. Tại vì mỗi nghe xem lương một người á, lúc đó nếu mà mọi người làm mười lăm, mười sáu đồng á, thì lương một người á, thì chỉ đủ để mướn nhà thôi. Thì cái lương của người còn lại á, thì chỉ đủ để trả bill tiền ăn uống, xe cộ, bảo hiểm, ga điện nước, internet, đồ này thuê, uh, phone, đồ này uh, kia thôi. Tức là mọi người không có dư. Đó mọi người thấy cái nguy hiểm đó chưa? không có dư đồng nghĩa gì mọi người sẽ không bao giờ mua được nhà hết tại vì mọi người không thể nào để dành đủ tiền để mà đau để mua căn nhà hết á chứ phải không cái đó chưa kể nó gì giá nhà nó tăng rồi nếu mà cũng chưa đủ kinh khủng nữa đó thì cái tiền mướn nhà đó nó cũng đâu có đứng im tức là từ từ ngay cả lương một người á cũng chưa đủ để mướn nhà nó tức là phải cần có lương hai người nó phạm vô cái lương của người thứ hai luôn tới lúc đó là thay vì còn hai người thì đủ để mướn trả tiền mướn nhà đúng không thì bây giờ hai người Vẫn chặt chặt mướn nhà thì cái đó nguy hiểm á. thí dụ một trong hai bị bị uh, tai nạn nghề nghiệp hay bị đổ bệnh hay bị bất cứ lý do gì không đi làm được chỉ còn người đi làm thôi. mọi người thấy cái sự nguy hiểm nó bắt đầu chưa? để làm sao lúc đó mọi người trả tiền nhà? làm sao lúc đó mọi người trả tiền muốn nhà? không? trong khi đó, đó là chúng ta xác định theo yếu tố nó là gì? trong cuộc sống nó không phải chỉ có tiền nhà thứ nhất là tiền nhà nó cũng không có đứng im nữa nó không phải chỉ có tiền nhà nó còn tiền xe này ha nó còn tiền xăng nữa ha nó còn tiền bảo hiểm nữa ha nó còn tiền đồ ăn nữa ha mà mấy cái giá tiền nãy giờ mà mình nói á nó cũng không có đứng im <laughs> ok mọi người xem tức là gì tức là trong thời gian mọi người càng chờ lâu chừng nào á thì những cái số tiền mà mọi người chi đi cần phải chi ra để mà duy trì cuộc sống á nó cao lên gấp nhiều lần thì khi đó từ từ á, cái lương mọi người sẽ chịu không nổi thì cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ đó mọi người thấy không tới lúc nó sẽ tác động cực kỳ lớn tới cuộc đời mọi người luôn bởi vì mình nói để cho mọi người biết làm gì đó là mọi người nếu mà cô chú anh chị nào có cơ hội mua nhà đó là mọi người phải nên mua nhà không có nghe ai nói hết đó tại sao cái người bị ảnh hưởng cuối cùng là cô chú anh chị chứ không phải người ta người ta nói đó, nhiều khi người ta không có bị ảnh hưởng tại vì mọi người xem nếu cái người nào đó họ kêu mọi người đừng có mua nhà thứ nhất là gì cái đó là cái nền, lời nói của ta như một cái người mà bị ảnh hưởng là mọi người wow thôi video đã dài xin chào tạm biệt cô chú chị và các bạn nha good luck to you guys stay safe bye bye